Đây là một bộ ghế trên nửa tỷ. Trên nửa tỷ. Đây. Một phần em cũng muốn so sánh cho mọi người đây. Đây này này. Nó gồm một cái băng này. Cái băng này tí mọi người em sẽ phân thích chất gỗ gì sau nhá. Rồi mọi người sẽ vào đàm phán xem mà ai biết chất liệu gỗ gì thì báo cho em nhé. Rồi mình cùng bàn luận. Trên nửa tỷ. Có thể là tầm 600 mấy chục triệu á. Nó sẽ gồm một cái băng. Cái này là đốn rừng hơi nhiều củi ạ. Một cái băng dài 3,2 m. Mặt ghế cao 52 phân. Vai dày 5 phân. Vai cong, mặt cong chỉ cổ cong. Chân là 22, chân 22 vuông. Tay dày 18 phân. 18 phân đủ. Băng của nó dài 3,2 m này. Chiều sâu của ghế là 70. 77, chiều sâu của ghế là 77. Sau đi mọi người. Còn tựa 5 phần rưỡi là 6 phần cứ đi. Chạm Long Lân Quy Phượng. Đó này là chạm Nghi Đỉnh. Đó, đó chạm Nghi Đỉnh. Mặt là dày 5 phân nhá. Đó. Những ai mà dành về gỗ hoặc là cần thảo luận thì cho em xin ý kiến xem chất liệu gỗ này là gỗ gì. Đây. Đó là đi hết cái băng. Bây giờ mình sẽ đi đến 40 cái con. Cũng như thế luôn. Nhưng mà mặt con là ngang 1,17 m. Dày 5 phân. Vai dày 5 phân, cong chỉ có cong mặt cong luôn. Chân này là 22 vuông à. Chân 22 vuông. Tay này vẫn là 18 phân rưỡi. 18 phân. Đó, đây. Tôi đang quay sát vào cái vân cây này. Đó, mọi người cho em biết vân cây này là cũng gì nhá. Tựa lưng vẫn 5 phân hơn này. Chạm hai mặt. Sắc nét. Bản tựa là 45 phân, ngang 45 phân. Vai vẫn dày 5 phân, chạm khắc 4 mặt. Đây, chất gỗ đây. Mọi người cho em xin ý kiến nha. Các anh vào phán giúp em thêm gỗ gì. Rồi, hai cái con. Bên này nó sẽ còn hai cái con nữa. Đây. Cũng kích thước đó luôn. Không cần bàn nhiều. Hơn 500, hơn 600 triệu. Gồm những gì đó. Đó, hai cái con bên này luôn. Mặt bàn dày 15 phân, kích thước ngang 1 m, dài 2 m, dày 15 phân, vai dày 5 phân, chỉ cổ chạm chỉ cổ cong, có ngăn kéo. Vai dày 5 phân, vẫn là chân 22 phân nhé, vẫn là chân 22. Đó, và bốn cái đôn em đang để ở dưới xưởng. Đó, mọi người xem có đáng không tiền không? Ai comment thì vào comment anh em mình thảo luận tiếp. Rồi, em xin nói lại một xíu mà. Bộ ghế 10 món. Chất này bật mí là chất ở liệu gỗ Việt Nam nhá. Mọi người vào thảo luận tiếp. Nó sẽ gồm một băng dài này, bốn ghế con này. Bốn ghế con và một bàn và bốn cái đôn lớn. Rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.